Xin chào cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang có mặt tại một cái con hẻm. Hẻm này khoảng 3 mét rưỡi nha cô chú anh chị. Đó, thuộc xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì con hẻm này em thấy khá là đông bà con mình ở đây cũng như là kinh doanh buôn bán luôn á. Phía trước mặt mà cô chú anh chị mình đang xem đó, đó có bán trà sữa đó nè. Rồi tiệm tóc này nọ rất là nhiều luôn. Thì hôm nay em có mặt tại đây thì em cũng chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái căn nhà, mà nhà này không phải là bán nha cô chú anh chị. Mình cho thuê, tôi thuê một căn nhà phòng trệt với lại một lầu ha. Nằm ngay chỗ một cái con hẻm gần với cái ngã ba Tân Kim. Thì từ ở đây mình đi ra cái ngã ba Tân Kim nè. Đó, mất tầm khoảng 500 mét ha. Ngay đầu đường đó đó có điện máy xanh nè. Rồi Thế Giới Di Động, rất là nhiều dịch vụ ở ngay cái ngã ba Tân Kim. Và từ cái ngã ba Tân Kim á, cô chú anh chị mình đi về cầu Ông Thình rồi đi quận 8, quận 5, quận 6 á, rất là gần luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ vào chi tiết cái căn nhà cho cô chú anh chị mình xem ha. Nhà lầu mới xây cô chú anh chị, rất là kiên cố luôn. Cái cổng ở phía ngoài nè rất là chắc chắn. Cái sân trước của mình á là lát gạch toàn bộ hết nha cô chú anh chị. Đó, nó cao hơn cái mí đường luôn nè. Đó, cao hơn khoảng nửa mét đó. Rồi xung quanh này á được hàng song sắt. Thì cái mặt tiền cái căn nhà này nè cô chú anh chị mình có thể tận dụng bán đồ ăn sáng hoặc những chai nước, quán cà phê đồ cũng khá là ok đó cô chú anh chị. Đó, đây là cửa cửa chính của mình, cửa sắt rất là kiên cố luôn. Còn đây là không gian ở phía trong này, phòng khách ha. Đó, rất là dài luôn. Thì bề ngang á cái ngôi nhà này á là 4 m, bề dài khoảng 18 m. Thì tổng diện tích của lô đất này là 72 mét vuông á. Phía trước cái phòng khách này nó chiếm tới ngang 4, dài tầm khoảng 9-10 mét đó cô chú anh chị. Rất là rộng không gian phía trước này. Thì cô chú mình á có thể thuê cái căn phòng này, căn nhà này để mình về mình làm một cái xưởng may nho nhỏ gia đình tư nhân, hoặc là cô chú anh chị mình á ở đông anh em dân cư định cư tại đây, nó rất là gần với thành phố Hồ Chí Minh luôn đó, chú anh chị. Và phía trước này nếu mà cô chú anh chị mình có buôn bán gì cũng khá là hợp lý nha, tại vì gần ở khu vực này nè em thấy rất là đông bà con mình ở luôn á. Lát em sẽ chạy ra cho cô chú anh chị mình xem rõ hơn về cái đoạn đường đây ra tới ngã ba Tân Kim ha. Rồi mình đi ra sau thì cái phòng khách này, tiếp đó là cái cầu thang nè. Đó, cầu thang sạch sẽ ha, lót đá hoa cương. Còn đây là một cái toilet kề cận cái cầu thang. Phía dưới này là cái bếp ăn ha. Bếp ăn này có bàn nấu ăn nè, rồi tủ đựng đồ nè, trên cũng có kệ đựng luôn đó, một cái bàn thờ trang. Và phía ngoài đây nè, sau nó có một cái cánh cửa, cửa thông ra phía sau mình còn vài cái mét đất à, vừa cái không gian ngoài trời đó cô chú anh chị. Không gian này để mình có thể phơi đồ hoặc là mình sinh hoạt gì ở ngoài đây cho nó có gió, hoặc là cô chú anh chị mình có thể mở cái cánh cửa này ra để cho gió nó thổi vào đó. Rồi bây giờ em sẽ đi lên cái cầu thang lên lầu cho cô chú anh chị mình xem kỹ hơn ha. Cầu thang làm bằng gỗ nè, rất là chắc chắn luôn. Nhà này xây rất là chắc chắn. Và trong cái hẻm này nè em thấy khá đông bà con mình ở luôn á cô chú anh chị, rất là đông luôn á. Rồi vừa lên cầu thang là cuối cái dãy nhà của mình đó là cái phòng ngủ thứ hai á, ở phía sau á. Thì phòng ngủ này ngang 4, dài chắc khoảng 2,5 m 3 m đó cô chú chị. Được ha, lát nè, nó sạch sẽ luôn. Cô chú về đây là
Thuê cái này là ở là thoải mái rồi, đèn điện đầy đủ hết rồi. Mình đi lên phía trước này có một cái toilet nằm ở đây đó, toilet ha, đầy đủ bồn cầu lavabo rồi cho mình sinh hoạt. Rồi cái phòng đầu tiên này trên lầu này thì nhà này được trang trí đèn trùm đồ rất đẹp luôn ha. Ở trên trần nhà thả thạch cao rồi, nhà rất là chắc chắn luôn cô chú anh chị, cô chú anh chị ơi. Đó, lát gạch ướp tường và ở trên này nè, đó mình nhìn xuống nè, phía ngoài này á, là một cái hiên, mái hiên tầm khoảng 2 mét đó. Rồi ở dưới á, là mái tre và ở nhà bên cạnh nó đối diện đó là cửa. Nói chung là tóm lại á, là căn nhà này em thấy nó rất là sạch sẽ, gọn gàng, đẹp đẽ. Một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai toilet, một cái bếp ăn và một cái phòng khách. Cho cô chú anh chị mình đang có nhu cầu cần thuê nhà ở xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đó. Thì giá thuê của toàn bộ cái căn nhà này á được chủ đưa ra là 4 triệu rưỡi, là 4 triệu rưỡi một tháng đó cô chú anh chị. Đó. Thì mình sẽ làm hợp đồng dài hạn hoặc ngắn hạn tùy theo hai bên thỏa thuận ha. Đó, cái không gian phía trước nhà rất là sạch sẽ, chắc chắn, đẹp. Đây là hướng đi ra phía trước nè. Ở cái khu vực này á, mình gần nhất là những cái ngôi chợ, chẳng hạn như ngã ba Tân Kim nè, đó có một cái ngôi chợ ngay đó. Cô chú anh chị mình ra tầm khoảng 2 phút là sẽ mua bán rất là nhiều cái nhu cầu cũng như là thức ăn, nước uống, sinh hoạt cho gia đình ở đây. Đây là vị trí căn nhà của mình nè. Bây giờ em xin chia sẻ cho cô chú anh chị mình một đoạn ra tới ngã ba Tân Kim ha, để cô chú anh chị mình xem. Đó, khu vực xung quanh này cô chú anh chị thấy không? Nhà ở san sát với nhau và có vài cái cửa hàng cũng như là tiệm spa cũng có trong đây luôn á cô chú anh chị. Hẻm trong đây rất là nhiều luôn, mà khu vực này dân cư ở rất là đông nha. Một cái shop Phương Anh, nhóm nấu ăn gì trong đây cũng có cả nè cô chú anh chị. Mình ra tầm khoảng 500 mét là sẽ tới một cái con đường lớn để mình đi xuống phà bên Tân Kim Long Hậu á. Đó. Cái hướng này nè là mình đi xuống phà Tân Kim Long Hậu nè cô chú anh chị. Ngoài đầu đường này đã có bán bò kho, hủ tiếu, bánh mì rồi nè. Đó, ngoài đây bán rất là đông luôn. Đó, ngay đây là ngã ba Tân Kim đây. Ngay cái đầu đường này có một cái nhà thuốc Long Châu nè, mới mở rất là lớn ở đây luôn. Hệ thống nhà thuốc Long Châu thì cũng khá nổi tiếng rồi. Đó, bên đường là cái điện máy xanh, chỉ cách cái nhà mình cho thuê thì tầm khoảng 300-400 mét, không tới 500 mét đâu. Đó, bên kia là cái khu chợ nhóm. Rồi, video của em tới đây cũng xin ngừng lại nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm cái video clip này. Nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu thì xin hãy liên hệ. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những cái video clip tiếp theo nha.